Thất bại là mình mạnh mẽ hơn, cẩn thận hơn, chuẩn bị sẵn sàng hơn cho lần sau. Rất ít những người thành công mà chưa bao giờ thất bại. Các startup có thiên hướng thân thiện với môi trường, tác động tích cực cho xã hội và hoạt động một cách minh bạch sẽ hấp dẫn tôi đầu tư. Nhà đầu tư truyền thống luôn tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và xã hội. Vì vậy, đầu tư vững bền và có trách nhiệm là tiêu chí để các nhà đầu tư tiếp cận, vượt lên trên những mô hình đầu tư truyền thống, đóng góp cho sự phát triển của xã hội và môi trường càng ngày càng tốt đẹp hơn.